Và mời các bạn nghe tiết âm thanh của cây đàn Jaguar nhé. Đây là tiếng đàn chưa cắm lại loài ở kia. Hàng hãng thì là tiếng rất là chuẩn luôn, phím thì rất là hay. Mình bật EQ ra loa cho các bạn nghe nhé. Đấy, tiếng ra loa nó sẽ khác hẳn luôn.